Này mời các bạn đi câu cùng chúng tôi nhá. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại Lai Châu. Không biết là hôm nay có được con cá nào không? Xin mời các bạn cùng đi với chúng tôi nhá. Đây bên cạnh chúng ta là cần thủ xa xa nhé các bạn nhá. Chuyên diệt cá rô phi. Hiện tại chúng mình đang có mặt tại xã Bản Giang sau một hồi luồn lách. Ông này thì chỗ nào cũng biết nhưng mà mỗi tội là chưa lấy vợ. Xin quảng cáo với các bạn, đây là Vương Xa Xa, một người chưa có vợ các bạn nhé. Nhìn anh ta cũng rất là đẹp trai, nhưng không biết súng ống thế nào thôi. Đây. Ông vẫn dùng được. Vẫn dùng được cái gì? Cái gì đây? Ui. Đồng nghề của xa. Không biết hôm nay có được cá không nhưng mà quên túi đựng cá các bạn ạ. Chắc là anh ấy cũng chắc ăn là sẽ được cá nên là mới nói như thế. Đây các bạn xem cái bản giang này rất là đẹp. Ruộng xanh mướt mườn mượt. Đẹp nhờ. Nay đi chỉ có 3 người thôi. Sa, Hoàn với Khoa. Còn một bạn nữa ở nhà đang nấu cơm. Không biết là cho ăn món gì nhưng mà đang nấu cơm ở nhà. Sẽ câu ở cái con suối này các bạn ạ. Năm ngoái thì bạn Sa câu được con chép hơn chục cân. Năm nay không biết có được không. Bên cạnh này người dân đang làm ngô. Phong cảnh hữu tình. Cỏ cây non nước. Ruộng đồng quê ta. Ngày hôm nay ta sẽ câu bằng tép các bạn nhá. Tép. Phịch thủ đấy các bạn ạ. À đâu? Cần thủ chứ cứ ăn nhầm từ phịch thủ. Chịu. Nào đi phịch phạc cái này. Con suối. Trịch thủ. Trịch thủ. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it. Till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to thưa anh, là hôm nay anh dự tính là sẽ được
Bao nhiêu cá? Ui. Rồi rồi rồi. Lên, lên. Lên. Yeah! Cá sộp. Cá sộp, cá sộp, cá sộp. Các bạn ơi. Lên rồi các bạn ơi. Cá sộp đúng không? Cá chuối đắm đuối vì con. Tuyệt vời. Như vậy là đã được con cá đầu tiên. Giờ phút. Như con này nó nuốt vào trong bụng ấy. Bắt đầu xiên và mang con cá. Ui ui giời, ui giời, ui giời, vụng về, ui giời ơi. Thế lại mất ăn. Ông kia lại làm phát bé bé mồi. Con này chắc tầm 2 cân nữa nhỉ. Rồi các bạn. Ui giời. Đấy. Có cái nước là để. Cá gì đây? Suối. Cá spa chảm không gì? Chảm chảm. À, chuyên gia gỡ cá câu thì không biết câu. Một con pa sảm. Pa sảm này rất là ngon. Mấy chén rượu con này? Hai chén nữa nhỉ. Hai phần mồm to quá mà. Ui dồi ôi, câu được nhiều thế. Đây anh Sa Sa là người rất tốt bụng, thỉnh thoảng anh lại mang tép cho cá ăn. Thế còn sỏ tới đi lên đầu. Vẫn còn dây gì? Không cá đâu. Hiện tại bây giờ là anh câu được bao nhiêu rồi, bao nhiêu con rồi anh? 40 con. À, thế chắc hôm nay thời tiết cũng tốt nhỉ? Yeah. Thời tiết đẹp. 40 con thì chắc nó cũng phải rơi vào tầm 8 cân nhỉ? Yeah. 2 cân. 2 cân à? Mỗi con 5 hoa à? Còn 5 hoa gì chưa? Anh có thường xuyên đi câu không anh? Cũng rất hay đi. Ừ, cũng mất thời gian nhỉ? Sao anh không lấy cái thời gian đấy để đi tán gái để mà lấy vợ mà anh lại cứ đi câu vớ vẩn này? Lấy vợ lại không câu được cá. À, lấy vợ lại không câu được cá. Không được đi câu cá. Anh hơi tốn thời gian vì cái việc câu này lắm. Như thế này. Rồi là sẽ già đi thôi. Biết đâu đi câu cá này lấy được vợ. Ừ. Tin là như thế đúng không? Đấy. Hai trong một. Ừ. Một trong hai. Ừ. Thế bằng đấy năm thì anh sống thế nào? Anh đi câu cá, hy vọng là câu được nàng tiên cá. Ừ. Một người hai cần. Xong là lúc chờ đợi thì anh nằm trong ngồi trong bóng râm nữa. Lần sau mà lần sau đi câu cá là có người xỏ mồi cho được. Ừ. Bây giờ là hiện tại là được 4 con, nói chung là một con cá sộp, hai con pa chảm và một con cá rô phi. Cái thằng ở nhà ăn cá rô phi thôi, còn Sa ăn con cá sộp, còn Khoa với Hoàn thì ăn hai con pa chảm thôi. Anh còn mong muốn gì nữa? Về thôi chứ hả? Tắm tép tắm răng đính răng nữa. Lại ăn hết mồi. Khổ thật. Nay mà ngày nào cũng đi câu. Nay đi cho cá ăn các bạn nhé.
Đấy các bạn xem đi. Có cắn đâu. Đây các bạn ơi. Anh em đi trải nghiệm được cái này thôi nhá. Được bằng này rồi đấy, được 4 con. 30 phút thôi. 4 thằng 4 con nhá. Ok. Thôi đừng có cười anh xa nữa. Mà hôm anh cũng được thôi mà. Mỗi hôm nay là ấy thôi. Chó nó cười cho. Cười ha ha đấy chứ. Ôi, anh xa. Anh xa suốt ngày đến đây còn sủa cái gì nữa. Anh xa đâu mà. Bánh nhìn hộp đẹp nhỉ. Cô Si đấy, lấy cái cô Si ngon đấy. Kiểu lạc. Chụp cái gì đấy? Cái này nhân vật quan trọng gì ạ? À, bao nhiêu tiền? Lên đấy. Rẽ. Cưng ơi, con chó cắn giày nhà mày đi đâu rồi? Ta phải cất lên cao mới được. Nó còn suy tầm giày dép không? mấy cân cá mang đây là nó có mồi uống điệu đâu. Đừng có hỏi thế, lúc nào chả được. Hello boy. À, giới thiệu các bạn, đây là nhà của bạn Cương nhá. Bạn ấy ngoài lương ra bạn có cả lậu nữa nên là bạn ấy giàu có lắm. Như bọn mình thì nó hơi nghèo, nói chung là cuộc sống nó khác nhau ở cái chỗ đấy. Đây, người ta còn có cả máy đi bộ nữa. Bạn ấy sắp sang Ukraine để kéo dài chân ra đấy các bạn ạ. Cá đâu? Sao mà đi làm rồi? Không, có 4 con thì... Sáng luôn. Rồi 4 con thì mỗi thằng 1 con gì nữa à? Cương con cá rô phi kia gì nữa. Mổ luôn cho. 4 con này, chiều nay làm gì? Ui, sản phẩm của chúng tôi đây này. Đấy. Con cá sộp. Cá sộp.
Hết phát trở. Này ăn nướng nha các bạn nhé. Tôi ăn đơn sơ này thôi. Đi nha. Nếu nó to quá mình làm được. Ăn con dâu phi nữa nha. Sạch rồi. Ta mới to. Bốn con trong mày nữa. Tao không nhìn nó tưởng to lắm. Ông bảo để chiều. Để chiều. Tao bảo để chiều. Tưởng một con 2 cân. Hôm nay không phải đi làm chứ? Không. Sao các cháu là bị cần hết thế này? À biết rồi, học nhiều quá. Học nhiều quá. Mua đồ về thôi. Anh nào lắp này? À, không lắp. Lắp thì một cái ông chồng của đồng nghiệp ấy, như là chồng Diệu ấy. Các bạn ơi, 3 tháng 4 con cá. Uống bia với cá sốt các bạn nhá. Không, ăn đi nhá. Ăn nhá. Ăn đi con kéo. Rồi mấy mấy con nhá. Cậu anh xa có tí bia nào đâu, tật bọt rồi. Anh đợt tốc đầu tiên mát mà khá sớm. Rồi. Mới ăn chưa? Quay đi, quay mình quảng cáo vợ bạn. Đây là nó đi chơi nó đỡ phải. Phu nhân của Cương này và hai cháu. Rất tuyệt vời. Đây cái bột này xong chưa? Chưa chín nhé, chưa. Đây là sớm này. Sáng nay ăn sáng đâu. Đây nha, mời các bạn nhá. Đây. Cá này là cá pa chả. Quay giống như là thải. Sa pa đấy. Ngon lắm. Huy học của nó đúng không? Có. Học của nó. Ăn nó qua này rồi. Đến cơm à? Cơm. Nay chúng mình ăn ở chỗ nào nhỉ? Quán Huy Dâu. Huy Dâu à? Rồi, hay quá. Quán đấy ngon đấy. Quán đấy tuyệt vời đấy. Ăn đấy nhiều rồi. Đi. Đây, nay chúng tôi nghỉ ở nhà nghỉ Đoàn Kết 2 đi các bạn nhá. Các bạn đến Lai Châu nhớ vào nhà nghỉ Đoàn Kết 2. Rồi, ngày đi taxi. Chúng ta lưu ý là đã uống rượu không lái xe các bạn nhá. Thì đi thành phố thì giá taxi cũng rẻ thôi. Một cây anh ấy lấy có 2.000 thôi mà. Nên là chúng ta cứ đi taxi cho nó yên tâm. Hiến. Đến thành phố thì chúng ta có thể ghé thăm quán Huy Dâu ẩm thực phố. Thì quán ở một vị trí cũng rất là đẹp. Đó. Bàn ghế sắp xếp. Quán Huy Dâu bây giờ đã được mở rộng ra rất nhiều. Chúng ta có thể đặt tiệc ở đây thoải mái mà rất là nhiều mâm.
Tình hình là đến Mường So rồi các bác ơi. Nay bọn mình sẽ vào nhà Hoàn nhá, nấu cơm tại nhà Hoàn. Đây, nhà bạn Hoàn. Phong cảnh rất là đẹp. Ngôi nhà mình là xấu nhất. Các bạn đã đến đông đủ. Kiến đâu nhanh thế? Nhiều thế nhỉ? Ừ, nhanh nhỉ? Loa lên đâu? Loa xịn có ăn là chiều họ mới ra. Cần 6 triệu mà. Thôi đừng quay em á, mình cười cái gì vậy? Cái kia đi quay cương kìa. Khá là tấp nập các bạn ạ. Đấy. Hoàn là trên có cái khăn lau huyền thoại. Khách đến nhà là khăn lau, khách đến nhà là khăn lau. Khăn thích là dùng giấy. Ừ. Không biết bạn sao hôm nay có làm nên trò trống gì không? Cá câu được nhá. Nhì lắm. Đây là người đẹp Thu Hằng nhé các bạn nhé. Nay có sự hiện diện của anh Tao Văn Ti. À Đồng Văn Ti, nhầm. Tưởng Tao Văn Ti. Đúng rồi, trưa nay chỉ ăn đơn sơ thế này thôi. Này các bạn, này các bạn thành phố về khác nhỉ, sĩ mua rượu lọc đàng hoàng đi. Cần để trong tủ nữa cơ. Dễ uống. Để uống. Đây đây, đó là này. Đây. Cười lên nữa. Con gái con đứa không muốn lấy chồng không đây? Đến thăm gia đình, vợ con thì về quê rồi, rất là vui là các bạn ở thành phố học cấp 3 đó, mấy em này cũng quen biết từ trước rồi, nay mọi người đến thì xin chúc sức khỏe mọi người này. Rồi chúc sức khỏe nhá, sức khỏe, may mắn, vui vẻ. Hôn môi xa, hôn môi xa. Anh cần những bông hoa, bông cháu. Có một cô đây nhưng mà chồng về quê anh gọi sang Cương rồi. Đấy, người phải tranh thủ chồng về quê. Mình ở một mình một nhà, nó ở một mình một nhà. Thế nó. Thôi, tối rồi anh hẹn vào nhau. Anh cứ bảo là sang đây tàn sống. Không lỗi gì rồi, chắc. Vợ bạn lỗi về rồi. Hàng xóm với nhau. Nay xuất hiện thêm ba anh em, một anh em thì áo phông đen thì đang tập thò bên ngoài. Rồi xin mời đồng chí ngồi nào. Ngồi đây cho mát này.
chục cái. Rồi, chào các bạn nhá. Bây giờ là ở tại nhà bạn Khoa. Và tối nay chúng ta sẽ hát để lá cao su rụng xuống. À, và ngày mai chúng mình sẽ đi công tác. Đâu chương trình hát cho lá cao su nhé. Đây là món máu các bạn ạ. Đây là món bia. Ui ui. Đây là chó này chấm nước sống. Đấy là à, kính thưa đồng chí Tào Văn Kết, trưởng công an, nguyên trưởng công an xã Mường Tè đã nghỉ hưu. Và kính thưa toàn thể các đồng chí, cũng sau một thời gian nghỉ phép cho đến giờ phút này thì cũng là rất là vui rồi. Ngày thứ hai, hôm nay thì tại gia đình nhà Khoa có tổ chức một bữa cơm nho nhỏ. Chúc sức khỏe ông bà, anh chị em, bạn bè thân hữu và các cháu mạnh khỏe. Vỗ tay.